Mỗi người trên thế gian đều có tướng mạo rất khác nhau. Dẫu là anh chị em song sinh lúc nhỏ khó phân biệt, nhưng lớn lên họ sẽ ngày càng trở nên dễ nhận ra hơn. Thậm chí tướng mạo của họ còn trở nên hoàn toàn khác nhau. Đó là do tướng mạo của một người là biểu hiện từ tâm niệm của người ấy. Vì sao học trò không ăn cắp nhưng thầy vẫn đánh đòn? Xưa có một cậu học trò được dịp lên phố chơi. Nhằm đúng ngày chợ phiên thì một vụ mất cắp xảy ra tại quán trọ. Người học trò liền bị quan huyện bắt nhốt vì nghi ngờ anh là thủ phạm. Sau khi trải qua những thủ tục tra hỏi phiền phức, quan huyện tìm ra thủ phạm thực sự và người học trò được thả về. Khi về làng, gặp thầy và bè bạn, người học trò tức tưởi kể lại sự việc, bộc bạch nỗi hàm oan của mình. Vị thầy im lặng nghe xong câu chuyện, nghiêm nghị ra lệnh phạt trò 10 roi. Người học trò rất ngạc nhiên, nhưng không dám cãi lời thầy, vội leo lên bộ ván nằm chờ trận đòn, mà lòng hoang mang vô kể. Các bạn học thấy thế, ngạc nhiên thưa: "Thưa thầy, trò này vô tội, sao lại bị đòn?" Thầy từ tốn giải thích: "Đành rằng trò ấy vô tội, nhưng tại sao giữa phố chợ đông người chỉ mình nó bị tình nghi là kẻ cắp? Ta phạt nó cái tội có bộ vó của thằng ăn cắp để cho người ta nghi ngờ. Nếu trò ấy không chỉnh đốn tư cách lại, ta e rằng nó sẽ bị hàm oan nhiều lần nữa." Nghe xong câu chuyện trên, hẳn nhiều người hiện nay cảm thấy khó hiểu, thậm chí là bức xúc cho rằng: "Ô hay, tướng mạo của một người đâu phải do họ quyết định. Trời sinh ra như thế, làm sao trách họ được?" Cũng có người nói: "Có người trông xấu ác thế thôi, chứ tâm họ đâu có như vậy." Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà vội đánh giá. Câu chuyện này thực ra không đánh giá học trò là người xấu hoàn toàn, có thể là một mặt nào đó của anh ta chưa tốt. Người thầy nhìn ra được nên đã dạy dỗ cậu học trò. Kỳ thực có người trông xấu xí, thậm chí rất khó coi, nhưng nếu nội tâm anh ta trong sáng lương thiện, hẳn những người tiếp xúc với anh ta chắc chắn sẽ có cảm giác rất dễ chịu. Nhưng một người dẫu có đẹp đẽ đến đâu, nhưng nội tâm có nhiều mưu mô toan tính, vẫn sẽ khiến đối phương khi tiếp xúc luôn cảm giác có chút gì lấn cấn trong tâm. Điều này là vì sao? Trong kinh Phật có câu "tướng tự tâm sinh", có nghĩa là dáng vẻ dung mạo bên ngoài của mình cũng phần nào là thể hiện nội tâm bên trong. Cậu học trò nếu trong lòng vui vẻ, thảnh thơi thì nét mặt sẽ tươi tắn lạc quan. Nếu lo nghĩ buồn bực thì sẽ mang gương mặt ảo não u sầu. Nếu muốn bố thí giúp đỡ người khác thì biểu lộ phong thái tự tin, độ lượng bao dung. Nếu khởi tâm tham lam, muốn trộm cắp thì cử chỉ lấm lét dò xét. Người học trò kia tuy không ăn cắp nhưng có lẽ anh này có những biểu hiện không đoan chính nên mới khiến người ta nghi ngờ. Vị thầy đồ mới phạt cái tội nó có bộ vó của thằng ăn cắp nhằm uốn nắn cái tâm, chỉnh đốn tư cách của học trò. Cuộc sống luôn luôn bao gồm hai mặt thiện ác và chính tà lẫn lộn, nên phải quan sát thật kỹ càng để phân biệt rõ người nào là thiện, kẻ nào là ác, việc gì là chính, việc gì là tà, để rồi từ đó có ứng xử thích hợp. Để phân biệt thiện ác, chính tà dĩ nhiên là điều không dễ dàng. Đối với những người khéo che giấu hay giỏi ngụy trang sự thật của bản thân thì lại càng khó phân biệt hơn. Dù vậy, nếu ta chịu khó quan sát các tướng trạng của họ thì cũng có thể nhận ra những dấu hiệu của chính tà. Bởi tướng tự tâm sinh, ngôn ngữ và hành vi của cá nhân luôn phản ánh bản chất thiện ác và chính tà của họ. Cuộc sống luôn biến động, thân tâm luôn vô thường, ranh giới giữa chính tà đôi khi lại rất mong manh. Vậy nên mỗi chúng ta hãy tu sửa chính mình, trở về những con người thiện lành. Như thế thì dung mạo tự khắc sẽ trở nên đoan chính. Dẫu không phải nhan sắc xuất chúng, vẫn khiến người đối diện cảm thấy hào quang nơi mình.
Thank you.